Đó, một miếng đất giáp lòng hồ Trị An anh chị ha. Và trên đất của mình hiện tại đang trồng xoài ha. Đang trồng xoài. Đó, chắc đất rất là màu mỡ luôn ha. Thì đất này là đất loại đất đỏ anh chị ha. Đất đỏ. Đó, đất mình thì đang trồng xoài như thế này anh chị ha. Dùng đất rất là bằng phẳng luôn anh chị ha. Rất là bằng phẳng luôn. Đó. Rất là ok ha. Chất đất màu mỡ bằng phẳng luôn. Và đất của mình thì xung quanh đã có ranh giới rất là rõ ràng hết rồi ha. Đã có hàng rào nè. Ở dưới vùng nông thôn, vùng quê anh chị, họ không có làm hàng rào, làm hàng rào lưới B40 đâu. Tại vì đất bên đây bên kia là đất của địa phương xưa tới giờ rồi ha. Cho nên họ để như vậy để nè, làm hàng rào bông, cái hàng cây bông bông bụp đó, hoặc là cái hàng đá thôi. Làm cho nó ranh giới nó được chỉnh chu thôi anh chị ha. Chứ không có phải làm để hàng rào lưới B40. Tại vì mình làm rào lưới B40 á, thì để cho anh chị mình ở xa về để làm rào lưới B40 thôi. Chứ ở đây thì dân địa phương, nhà với nhà san sát với nhau thì từ xưa đến nay rồi ha. Cho nên cũng không cần phải làm rào lưới B40 đâu. Thì ở đây anh chị, chính xác là ở xã La Ngà ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay là gửi đến cho anh chị mình á, thì với cái tổng diện tích là 4.687 m² ha, gần 4.7. Và đất của mình thì giáp lòng hồ Trị An, và đất của mình hiện tại là đang trồng xoài ha. Đó. Và miếng đất ở đây á, nó có một cái điều, nếu mà anh chị nào hiểu thì sẽ rất là ok ha. Còn chị nào mà tự nhiên không hiểu á, thì có thể mình xem video, mình xem tham khảo ha. Đất này là đất thương mại dịch vụ ha. Đất thương mại dịch vụ là đất để rất là tiềm năng. Sau này nó thuộc về khu du lịch rồi anh chị ha. Chung cũng khá là ok. Thì phải gọi là, cho nên là gọi là đất thương mại dịch vụ. Nó thuộc về, sau này nó thuộc về các khu du lịch anh chị ha. Thì đất bên đây nè. Có nhà, cửa, điện, giếng nước đầy đủ luôn ha. Và đất của mình hiện tại đang trồng xoài. Xoài này xoài Đài Loan ha anh chị ha. Xoài Đài Loan. Đây giếng đây ha. Giếng. Đất thì hai giếng luôn. Nước thì có nước đầy đủ. Có điện luôn ha. Và ở trên đất của mình ha, đang có một cái ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhỏ nè anh chị. Đây à, ha. Thì bình thường ở dưới nhà vườn á, ai cũng có một cái ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhỏ như thế này ha. Hiện tại thì đất chưa có thổ cư ha. Đất chưa có thổ cư. Cho nên thì ở đây thì nói chung là không cần thổ cư ha. Là đi cái mấy dòng mà mệt thở quá. Cho em thở xíu nha anh chị. Đó thì đất của mình nè, là hiện tại chưa thổ cư, nhưng mà ở đây á, rất là dễ ha. Thì mỗi một mảnh vườn như vậy á, họ đều cho mình xây cái nhà lên. Thì không cần thổ cư ha. Nói chung là đất mình là có nhà, cửa, điện, nước đầy đủ hết trơn luôn ha. Và một mảnh vườn gan trái là xoài. Xoài Đài Loan ha. Thì đất ở đây nè anh chị. Anh chị mình đi ra con đường bê tông đó. Đó đường bê tông nhỏ phía trước đây ha. Kế bên nè. Đó đường bê tông đây ha. Thì đi ra đường bê tông đó thì nó tầm khoảng là có 20 m thôi ha. 20 m thôi. Thì mình gặp mặt tiền bê tông nhỏ. Sau rồi anh chị đi 10 m nữa ra mặt tiền bê tông lớn. 6. Bê tông nó 6 m. Hai ô tô né nhau luôn ha. Thì ở đây đi ra đường bê tông nó có mấy chục mét thôi ha. Nhưng mà anh chị, nếu mà anh chị ra trái, chị vô view lòng hồ Trị An sông La Ngà tầm khoảng 200 m thôi. Rồi anh chị rẽ phải, anh chị sẽ ra quốc lộ 20 của km 96, cây xăng 96 ha, xã La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Rồi ra đó nó tầm khoảng là 6 km nha anh chị nha. Ra quốc lộ 20 đó anh chị rẽ phải nữa thì anh chị mình sẽ về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 90 km. Còn rẽ trái về thành phố Đà Lạt 200 cây ha. Và miếng đất của mình ha, miếng đất và căn nhà ha, có mặt tiền quay về hướng Đông Nam nha. Miếng đất và căn nhà mặt tiền quay về hướng Đông Nam anh chị ha. Đó. Thì sau đây mình cũng báo giá luôn ha, để không làm mất thời gian của chú anh chị mình. Thì miếng đất này á, tổng diện tích là 4.687 m², gần 4.7 ha. Sổ hồng riêng, pháp lý sạch, minh bạch ha, an toàn, sang tên công chứng trong ngày, chính chủ anh chị ha. Thì miếng này chính chủ kêu giá là 2.500 tỷ nha. 2.500 tỷ, anh chị có thể sở hữu ngay một miếng đất, một mảnh vườn 4.687 m² ha. Sổ hồng riêng chính chủ ha, sang tên công chứng trong ngày, pháp lý rõ ràng, an toàn.
Thì đất của mình phía sau là giáp với cái lòng hồ Trị An, view sông Đồng Nai ha, La Ngà ha. Đó, còn ở phía trước này thì có nhà cửa rồi mặt tiền hiển thị luôn ha. Nói chung rất ok. Thì giá 2 tỷ rưỡi nhưng mà vẫn còn thương lượng nha. Mà mình không biết là thương lượng được bao nhiêu, thì do anh chị mình quan tâm thiện chí, anh chị mình có thể về đây xem đất và lại sẽ cho gặp trực tiếp chính chủ để mình nói chuyện ha, ra nhà chính chủ luôn. Thì mình nói chuyện cho nó dễ nha. Rồi thì cũng quay đơn sơ cho thôi ha. Rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Quên nữa thì ở đây nè anh chị mình đi ra quốc lộ 20 là 6 cây ha. Anh chị mới gặp được ngay trung tâm của ủy ban xã La Ngà, rồi ngoài đó là đầy đủ tiện nghi luôn ha. Ngân hàng rồi chợ La Ngà rồi ủy ban xã La Ngà, nói chung đầy đủ hết luôn ha. Là bán kính trong vòng 6 km mình gặp quốc lộ 20 nha. Ở đây là đất của mình thôi ha. Vị trí đất ở đây. Dân cư thì nhà ở xung quanh khá là đông luôn ha. Có thể chơi luôn. Đó. Phía sau của mình được giáp lòng hồ Trị An luôn nha. Rồi sau đây là sẽ đưa phần sổ sách vị trí Google Maps để đến anh chị mình xem, để nắm bắt thông tin cụ thể cho nó rõ ràng hơn, mình dễ hiểu hơn ha. Thì đây là hình sổ của mình anh chị, tờ bản đồ số 9 nè, thửa đất số 133. Địa chỉ của mình là ấp Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Thì diện tích là 4.687 m² nè anh chị. Thì trong đó thì mình đang có mục đích sử dụng ha, là đất trồng cây lâu năm ha, hình thức sử dụng là sử dụng riêng nha. Rồi thì thời hạn sử dụng đất của mình đến ngày 15 tháng 10 2043 ha. Hết hạn thì anh chị mình đi gia hạn là sổ mới nha. Và đây là cái hình đất của mình anh chị ha. Anh chị nhìn thấy rõ không ạ? Đó, đây là hình đất của mình ha. Đó, mặt tiền ở đây chạy dài xuống ha. Thì đây nè anh chị, đất của mình ở La Ngà, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì đây đất của mình nè, tờ 9 thửa 133, diện tích là 4.687 m² ha. Thì đất của mình là đất cây lâu năm ha, và ở đây là đất thương mại dịch vụ. Thì sau này nếu mà thương mại dịch vụ thì sau này sẽ lên một cái khu du lịch tiềm năng cũng rất là phát triển anh chị ha. Anh chị nào có thể tìm hiểu về đất thương mại dịch vụ thì sẽ biết ha. Đất có mặt nước chuyên dùng là có cái mặt nước này nè ha. Đã tại vì miếng đất nào nó giáp với cái lòng hồ Trị An hoặc là đất view suối view sông gì đó, nó cũng có một ít đất mặt nước chuyên dùng này ha. Nhưng mà thật sự thì nó không có tràn vô anh chị ha, nó không có tràn vô. Giờ đây mặt tiền của mình nè, được 20 m ha, 20 m mặt tiền. Đó, phía sau thì nở bung bự ra, bên đây 40 nè. Còn ở đây được 70 119, thì tương đương cái miếng đất của mình đó, đâu đó nó được chiều dài là tới 100 mấy lần ha. Trăm mấy, bên nào cũng 100 mấy ha. Rồi thì đất của mình ở La Ngà, Định Quán, Đồng Nai ha. Đó, quy hoạch đất thì là đưa lên rồi ha. Đây nè. Đó. Thì sau đây là sẽ đưa cái phần sổ sách vị trí và cái Google Map đến chị mình ha. Thì đây là cái chấm đỏ lại chấm ngay vị trí đất ha. Đây, và đất của mình nằm kế lòng hồ Trị An nè, anh chị thấy không? Đó, hồ Trị An, ở La Ngà, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì từ miếng đất anh chị đi ra đến quốc lộ 20 đây nè. Đó, đây là quốc lộ 20 ha, đây quốc lộ 20. Thì từ trong đất đi ra đến quốc lộ 20 đó, nó tầm khoảng là chỉ có 6 km ha. 6 km mình sẽ gặp quốc lộ 20. Sau đó anh chị mình rẽ phải, anh chị mình sẽ về hướng Phú Túc, Phú Cường rồi nè. Rồi về hướng Dầu Dây ha. Từ miếng đất thì về đến Dầu Dây, thì Dầu Dây chỗ quốc lộ 1A, thì đâu đó nó tầm khoảng trên 30 cây, trên 30 cây ha. Đó, còn nếu mà đi thẳng đi tiếp thì về thành phố Biên Hòa là tính từ đất ha. Từ đất đi về Dầu Dây là tầm khoảng 30 cây. Còn từ đất đi về thành phố Biên Hòa là nó tầm khoảng là 80 cây ha. Còn đi về thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, nó tầm khoảng là đâu đó, đây là xem. Thì cách thành phố Biên Hòa không tới ha, cách thành phố Biên Hòa đâu đó tầm khoảng 60 cây thôi. Còn cách thành phố Hồ Chí Minh, về thành phố Hồ Chí Minh thì nó tầm khoảng là 90 km ha. 90 km là về thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh chị rẽ trái thì mình sẽ đi lên hướng thị trấn Maragui nè, là anh chị mình sẽ lên hướng Bảo Lộc nè anh chị, thành phố Bảo Lộc ha. Từ miếng đất đi lên thành phố Bảo Lộc nó tầm khoảng 80 cây nha. Còn nếu đi tiếp về thành phố Đà Lạt á, nó tầm khoảng là 190 cây đến 200 cây ha. Đó, đây thì lòng hồ Trị An nằm ngay đây ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Thì cô chú anh chị mình có thiện chí quan tâm thì mình có thể alo cho Lợi ha, là có để số điện thoại trên màn hình video, hoặc là cô chú anh chị mình kết bạn Zalo với Lợi ha, là chỉ xài một số duy nhất thôi.
Xin cảm ơn rất nhiều ha. Cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh cho Lợi. Để một lượt đăng ký kênh, một subscribe ha. Để Lợi có động lực ra video hàng ngày, quay sản phẩm bất động sản up lên trên kênh YouTube của Lợi ha. Để gửi đến quý cô chú anh chị mình xem và tham khảo thêm ha. Rồi, Lợi xin cảm ơn rất nhiều ha. Video mình cũng kết thúc tại đây nha.